Trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về layer mùi hương hay tạm dịch sang tiếng Việt, bởi vì cái này nó không có một cái gọi là dịch sát nghĩa nhất. Tạm dịch tiếng Việt có đó là việc phối các hai hay ba mùi hương khác nhau để tạo nên một cái mùi hương độc đáo cho chính bản thân chúng ta. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video này của mình nhá. Ok các anh em, trước khi chúng ta nắm qua về việc chọn mùi, việc xịt mùi như thế nào thì chúng ta nên hiểu sơ qua một chút cái khái niệm layer mùi hương là như thế nào. Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu, layer mùi đó là việc kết hợp giữa hai hoặc là ba mùi hương của hai đến ba chai khác nhau và chúng ta tạo nên một cái mùi hoàn toàn mới, một cái mùi nó đúng theo cái sở thích của các anh em. Thông thường thì mình nghĩ rằng việc layer mùi nó xuất phát từ cái việc mà chúng ta không muốn đụng hàng với bất cứ một ai. Chúng ta không muốn đi đến đâu cũng gặp một cái mùi hương quen thuộc giống với mùi hương của chúng ta, mà chính bản thân các anh em sẽ chúng ta sẽ tạo nên một cái mùi không phải designer, không phải là niche, không phải là indie, mà đấy là một cái mùi dựa trên cái cảm quan, cái cảm xúc của chúng ta. Chúng ta layer, chúng ta xịt phối lại với nhau để tạo nên một cái mùi hương mà chính bản thân chúng ta mới sở hữu, đó chỉ có chúng ta mới sở hữu cái mùi hương đấy. Thì một cách ngắn gọn và dễ hiểu, đó là cái khái niệm của layer mùi hương. Còn trong video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em 5 điều mọi người cần nên biết khi mà chúng ta muốn chọn mùi, chúng ta xịt như thế nào khi mà layer mùi hương. Ok, điều đầu tiên đó là việc chúng ta nên lựa chọn cái mùi hương của cái sản phẩm sữa tắm hoặc cái mỹ phẩm ở đấy mà chúng ta thường hay dùng để làm sạch cái cơ thể ngàn vàng các anh em. Có thể là mọi người đang ngạc nhiên là tại sao mình không nói luôn là cái việc chúng ta nên có cái khái niệm chọn theo mùi, nhóm mùi này nên đi với nhóm mùi này, không nên xịt mùi A với mùi B. Không phải. Điều đầu tiên mà mình nghĩ rằng khá là quan trọng đó là việc chúng ta nên lựa cái mùi hương sản phẩm mỹ phẩm mà chúng ta thường hay dùng hàng ngày khi mà vệ sinh thân thể. Cá nhân mình thì mình thường sử dụng Dapper Gen. Của em này nó là loại dầu gội và sữa tắm 2-in-1. Tại vì dịch bệnh nên tiết kiệm tí. Có thể là mọi người đang thắc mắc là tại sao không dùng Romano, không phải là dùng X-Men hay là X. Có hai nguyên nhân ở đây mình muốn giải thích cho các anh em. Đầu tiên đó là mình thường không có xu hướng chọn những cái loại sữa tắm hay một cái loại mỹ phẩm nào cho cơ thể mà có một cái mùi hương ở mức quá nồng, quá mạnh, thậm chí là tương đương với mùi hương của nước hoa. Bởi vì khi mà chúng ta chọn một cái loại sữa tắm mà có cái độ mạnh tương đương với nước hoa thì sau khi mà chúng ta tắm xong mà xịt mùi hương nữa, nó sẽ tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là bản thân các anh em đôi khi chúng ta ngửi cũng cảm thấy hơi khó chịu. Và khi chúng ta đi ra ngoài, đôi khi mình nghĩ rằng sẽ có lúc chúng ta sẽ gây phiền toái cho mọi người. Do vậy mình thường có một cái xu hướng đó là chọn cái sản phẩm nào có một cái mùi hương ở mức độ tầm trung. Mình đang nói độ mạnh mùi ấy. Độ mạnh mùi ở mức độ tầm trung. Thì khi đấy chúng ta xịt nước hoa vào nữa là vừa đẹp, là một dạng như kiểu như thế này đó. Chứ mình không thích cái loại sữa tắm mà có một cái độ mạnh mùi nó quá mạnh, bởi vì tại sao thì mình vừa nói ở trên đó. Và điều thứ hai đó là cái mùi hương của cái sản phẩm đấy làm sao mà nó dễ phối, nó dạng như kiểu nó cùng tông với các loại mùi nước hoa, càng nhiều thì càng tốt. Anh em làm sao cố gắng nên chọn một cái mùi mà florals cũng được, citrus cũng được, cái mùi ngọt cũng được. Đại loại là cái mùi body của anh em chúng ta chỉ ở mức độ vừa đủ thì khi mà xịt nước hoa lên là đẹp, là xinh. Đừng nên chọn một cái mùi hương mà nó quá mạnh thì mình nghĩ rằng không tốt cho lắm. Cho nên mọi người, bước đầu tiên đó là chúng ta nên lựa chọn một cái mùi hương để làm sạch cơ thể hàng ngày ấy, mà ở mức độ vừa đủ, nhẹ nhàng và không quá nồng. Đấy là bước đầu tiên cho cái việc xịt layer mùi. Điều thứ hai khi mà xịt layer mùi đó là chúng ta không nhất thiết phải xịt hai mùi nước hoa lên người mới gọi là layer. Thậm chí chúng ta có thể kết hợp nước hoa, mùi hương nước hoa cùng với các cái sản phẩm body lotion ấy. Một số những cái sản phẩm mà có một cái mùi hương bám cũng rất là lâu đó, thì các anh em có thể kết hợp những cái mùi sản phẩm của body lotion đó mix cùng với mùi hương nước hoa và nó cũng có thể tạo nên một cái mùi hương độc đáo, chứ không nhất thiết là phải luôn luôn chúng ta xịt hai mùi hương nước hoa lại với nhau đó. Đấy là điều thứ hai các em cần lưu ý trước khi mà chúng ta xịt layer mùi. Điều thứ ba, vậy chúng ta nên chọn mùi hương nước hoa là như thế nào? Thì ở đây mình tạm chia ra làm hai dòng sản phẩm. Dòng đầu tiên đó là những hãng mà chuyên làm một mùi hương. Như ở đây thì mình đang cầm chai Demeter.
đây là một hãng mà chuyên làm những cái sản phẩm bột mùi, ví dụ như là mùi cái chai của mình là mùi dứa này, mùi tiêu, mùi thuốc lá, vân 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 vân. Hoặc là hãng Atelier, họ cũng rất là hay làm những cái chai một mùi, ví dụ mùi cam, mùi trà, vân vân vân. Thì các anh em có thể mua 2 đến 3 chai, sau đó là chúng ta về chúng ta mix lại cùng với nhau. Thì đấy là cái dòng sản phẩm đầu tiên. Còn dòng sản phẩm thứ hai đó là những cái chai nước hoa mà chúng ta thường hay dùng hàng ngày, ví dụ như là YEDP, Terre Immers, Entremé, Bleu Chanel, vân vân vân. Đó, những cái chai nước hoa mà chúng ta thường hay dùng hàng ngày ấy, thì khi mà muốn layer mùi thì sẽ phải có một vài cái gạch đầu dòng mà các anh em cần nên nắm qua. Cách luân dương đầu tiên, nếu như chúng ta không biết nên lựa mùi như thế nào thì tốt nhất là nên chọn hai chai có cùng nhóm mùi với nhau, ví dụ như cùng tông hương hoa floral này, cùng hương tông hương cây nồng này, cùng tông hương gỗ đó. Thì đấy là cái cách đơn giản nhất khi mà chúng ta không biết nên layer như thế nào, thì cái việc chọn hai chai có cùng nhóm mùi là cái việc dễ dàng nhất đó, cho nó dễ xịt. Thì đấy là cái gạch đầu dòng đầu tiên. Gạch đầu dòng thứ hai, khi mà chúng ta muốn layer hai mùi lại với nhau, đó là hai mùi đấy hoặc là cả hai đều nhẹ, hoặc một mùi nhẹ một mùi mạnh. Đừng bao giờ kết hợp hai mùi mạnh lại với nhau đó. Mình nói ví dụ như một chai nước hoa hoặc nhóm trái cây, chúng ta có thể mix cùng với một chai mùi trầm, một chai mùi tông ngọt đậm của mùi thức ăn ẩm thực, có thể mix cùng với hương trái cây hoặc hương hoa. Nhưng đừng bao giờ mix một chai mùi ẩm thực mix cùng với mùi hương gỗ trầm, thì đấy là một cái thảm họa cho nhân loại đó. Thì các anh em nên lưu ý mình nói lại nhá, hai mùi layer lại với nhau thì hoặc là cả hai mùi đều là nhẹ nhàng, ví dụ như là citrus hoặc là floral hương hoa, hoặc là một mùi nhẹ mix cùng với một mùi mạnh đó. Và đừng bao giờ hai mùi mạnh kết hợp lại với nhau. Điều thứ tư, vậy cách xịt layer mùi hương là như thế nào? Nếu như các anh em có ý định xịt cả hai mùi lên da thì chúng ta cần phải xịt mùi mạnh lên trước, sau đó mới xịt mùi nhẹ. Và ví dụ như chúng ta có ý định xịt phối một mùi trầm với một mùi hương hoa thì chúng ta sẽ phải xịt mùi trầm lên trước, sau đó mới xịt mùi hương hoa. Chứ đừng làm ngược lại, là hương hoa lên trước mới đến mùi trầm ấy, thì cái mùi mạnh nó sẽ đè hết lên, mà chúng ta sẽ phải ưu tiên thằng mạnh trước, sau đó mới đến thằng nhẹ đó. Thì đấy là cái đầu tiên các anh em cần nên lưu ý. Và không nhất thiết là chúng ta phải xịt cả hai mùi lên da, các anh em có thể xịt một mùi lên da và một mùi lên quần áo, chứ không nhất thiết là phải cả hai mùi lên da, không nhất thiết phải như thế. Chúng ta có thể một mùi lên da và một mùi ở trên quần áo đó là vẫn ok, không sao cả. Thì mình nghĩ rằng cách xịt chỉ cần như thế là đủ, có đấy là có hai gạch đầu dòng các anh em cần nên lưu ý. Điều thứ năm, vậy combo mùi hương nào mình hay layer lại với nhau? Ở đây thì mình giới thiệu qua một chút với các anh em. Đầu tiên đó là chai Narcissus for Him và Cartier Declaration. Đây là chai nước hoa có mùi hương của hạnh nhân và hoắc hương, nó đã khá là một cái mùi ngậy của hạnh nhân, cộng thêm đây là mùi xạ của for Him. Khi hai chai này mix lại cùng với nhau mình rất là khoái, bởi vì cái vị musky, cái mùi xạ kết hợp cùng với cái vị ngậy của hạnh nhân mình rất là thích đó. Thì cái combo này là mình muốn giới thiệu qua các anh em, xạ và với hạnh nhân đó. Hoặc là Guerlain Shalimar và Creek Green Iris Treat. Con này thì là vani cùng với nhang đó, kết hợp cùng với mùi nói thế nào nhỉ, một cái mùi hương rất là nhẹ nhàng của Green Iris Treat. Mùi của vanzin vĩ thì phải, mình đã thấy là mình thích xịt hai cu em này lại với nhau, tạo nên cái combo mùi khá là nặng đòn. Xịt vào những ngày lạnh mình thấy rất là thích, chứ còn như hơi ấm ấm lên ấy thì cũng hơi ngất ngây tí, nhưng mà rất là hay. Anh em nào có điều kiện thì nên thử Shalimar và Green Iris Street. Hoặc là một cái rất là dễ, đó là đây, chai Mandarin Basilic. Và mình thường hay thích mix cùng với Butler Cologne, một cái mùi hương của hương cam mix cùng với mùi soppy của Butler Cologne, tạo nên một cái tông mùi nó vừa sạch sẽ và nó có thêm một chút trái cây. Ôi trời mẹ ơi, tuyệt vời, rất là hay. Đấy thì là đấy là một số những combo mà mình thường hay thích layer lại với nhau. Còn thì không có một cái tiêu chuẩn nào cả, các anh em thích thì cứ xịt mà thôi. Nhưng mà nói chung là chúng ta cần phải đảm bảo
bốn cái đã khá là bốn cái mà mình vừa chia sẻ ở trên đầu trên ấy, thì chúng ta nên cố gắng là theo được như thế thì là tốt, còn không thì tùy, không có một cái tiêu chuẩn nào bắt buộc mọi người phải theo ý của mình cả đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em layer mùi hương là như thế nào và những cái bước mà chúng ta cần phải lưu ý. Rất hy vọng mọi người cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em.